Xin chào quý khách hàng, em là Cường đây, đại diện kinh doanh Saigon Ford. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Chắc chắn ai trong số chúng ta khi mua xe hoặc đang sử dụng xe đều cực kỳ quan tâm đến một cái option, đó là phim cách nhiệt. Ở thị trường Việt Nam thì cái option này vô cùng cần thiết, bởi vì cái khí hậu Việt Nam chúng ta thì rất là nắng nóng và những cái tia nó có thể là gây hại cho sức khỏe của chúng ta, ảnh hưởng đến xe cũng như là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thì trong rất nhiều video của Cường, Cường luôn nói về cái phim cách nhiệt này, và Cường hay nói một câu rằng là tại sao phim cách nhiệt trên thị trường nó có rất là nhiều loại, giá cả vô cùng khác nhau, cũng như là chất lượng của những cái loại phim đó nó khác nhau. Thì hôm nay Cường sẽ thị phạm để cho quý khách hàng hiểu rõ hơn, khi chúng ta dán một loại phim cách nhiệt thì chúng ta cần quan tâm đến những yếu tố gì. Cường đã chuẩn bị một số những cái mẫu thử của một số những cái dòng phim trên thị trường. Theo quan điểm cá nhân của Cường, cái việc kinh doanh thì không nên nói cái loại nào tốt, loại nào xấu cả, mà Cường chỉ chia sẻ những cái thông tin để từ những cái thông tin đó khách hàng có thêm những cái kiến thức, kinh nghiệm để mình nhận biết cái loại phim đó nó tốt hay xấu. Còn trong quan điểm kinh doanh của Cường thì chắc chắn một câu là tiền nào của đó là vô cùng đúng, nên mình cũng không dám nói loại này hơn loại kia hay loại kia kém hơn loại này. Chẳng qua là cái số tiền chúng ta bỏ ra nó phù hợp với lại cái giá trị của chúng ta nhận lại, đó là điều tương xứng. Cường có một cái máy này, những cái loại máy test phim cách nhiệt nó hoạt động vô cùng đơn giản. Cường sẽ mở lên cho quý khách hàng xem. Thì đây mình có thể thấy là nó sẽ đo cho chúng ta ba loại tia. Thứ nhất là cái chỉ số mà phim có thể xuyên sáng, tức là ánh sáng có thể xuyên vào bên trong xe chúng ta bao nhiêu phần trăm. Thứ hai nữa là chỉ số chống tia UV, tức là những cái loại tia mà gây hại cho làn da, sức khỏe của chúng ta. Rồi cái thứ ba nữa là tia IR, tức là tia nhiệt, tức là tia năng lượng á, cái lượng nhiệt mà vô bên trong xe của chúng ta nó được cản bao nhiêu phần trăm. Thì rất là đơn giản, ở dưới này nó có ba cái lỗ tượng trưng cho ba cái thông số này. Nguyên lý của nó là nó sẽ chiếu một cái luồng tia thuộc ba cái chỉ số này tương ứng với lại mỗi cái lỗ này. Dưới này nó có ba cái lỗ này, chiếu xuống. Thì tí nữa mình sẽ bỏ cái loại phim cách nhiệt vào trong, thì khi mà nó chiếu qua phim cách nhiệt nó cản được bao nhiêu phần trăm và ở phía dưới này nhận được bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ thể hiện lên cho chúng ta. Thì với cái nguyên lý này rất đơn giản, là mình dán cái loại phim cách nhiệt nào Cường nói không cần biết nha, mà chỉ quý khách hàng quan tâm giúp Cường ba điều. Điều thứ nhất là cái số tiền chúng ta bỏ ra là bao nhiêu. Điều thứ hai là những cái chỉ số nó thể hiện cho chúng ta là bao nhiêu. Và điều cuối cùng đó là bảo hành cho chúng ta là bao lâu. Bây giờ trên thị trường nó có cả hàng chục hãng phim cách nhiệt, nhưng mà hãng nào nó cũng có ưu và nhược điểm của cái hãng đó. Còn khi mà mình quan tâm đến ba cái yếu tố này thì giống như là thực tiễn vậy đó. Tức là nhiều khi cái hãng kia quảng cáo A, B, C, D các thứ. Cường nói ví dụ như chúng ta bỏ ra cái số tiền khoảng tầm 10 triệu để dán một bộ phim, chúng ta nhận lại được những cái chỉ số nó rất là cao, phải nói là cực kỳ hài lòng. Chứ còn bây giờ nếu mà mình nghe nói phong long một cách là phim này A, B, C, D, nhưng mà thực chất mình không biết cái chỉ số của nó là bao nhiêu. Nhiều khi cổ một cái hãng rất là nổi tiếng, nhưng mà do là cái dòng thấp của cái hãng nổi tiếng đó, cho nên là chúng ta nhận được cái chỉ số nó hơi thấp. Chứ không phải là hãng cứ mang tên thương hiệu của một cái hãng nổi tiếng là toàn bộ phim của cái hãng đó chất lượng tốt nha, mà trong cái hãng đó người ta sẽ phân ra nhiều cái phân khúc sản phẩm khác nhau, thấp, trung bình, khá cho đến cao. Thì nhiều khi mình dán những cái loại phim thấp của những cái thương hiệu nổi tiếng nó lại không bằng những cái loại phim cao cấp của những cái hãng phim không được nổi tiếng lắm. Thì đó, bây giờ quý khách hàng cứ lựa chọn đi. Thực tế nếu mà mình lựa chọn một cái hãng phim mang thương hiệu nổi tiếng lắm, nhưng mà thực chất đi xe nóng bỏ bài được, thì quý khách hàng chọn cái nào. Còn cái kia hả, cái thương hiệu nhiều khi mình không được hiểu rõ cho lắm, nhưng mà bản thân dán lên khi đo các thứ quá là ok, quá là tuyệt vời, ngồi ở trong xe mát hẳn. Mà thực chất khi mà dán lên một chiếc xe đi, lúc đó hả, tôi nói đố quý khách hàng biết loại nào, bởi vì dán lên thì cái loại nào như loại nào. Chẳng qua là lúc dán thì người ta còn cái tem, còn cái sản phẩm thì nhiều khi mình còn biết được, còn khi người ta cắt cái phim ra người ta dán lên thì không biết loại nào cả. Cho nên khi đó thực tiễn là cái chỉ số này nó thể hiện là bao nhiêu thì chúng ta ngồi ở bên trong xe nó mát bấy nhiêu, chỉ số càng cao ngồi càng mát. Rồi cuối cùng là cái bảo hành đi. Bảo hành miễn sao cứ bảo hành khoảng tầm 10 năm, 15 năm là ok. Ngoài ra còn có những cái loại phim nó bảo hành cho chúng ta, ngoài cái việc bảo hành ra còn hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Rồi bây giờ Cường không nói lòng vòng nữa, Cường sẽ test cho quý khách hàng xem một số những dòng sản phẩm nha. Những cái loại phim này tên thì Cường nói thật là tên cho vui thôi nha, chứ Cường không đề cao mấy cái thương hiệu
cho dù là ba em Syntex, VOX, VCool các thứ tùm lum hết, nhiều lắm, nhưng mà Cường không quan tâm mấy cái thương hiệu đâu, mà Cường quan tâm là cái chất lượng thực tế khi chúng ta dán một bộ phim nó như thế nào. Đây Cường mở lên nha. Rồi bây giờ Cường sẽ đo thực tế từng cái một nè. Khi mở máy lên thì chúng ta thấy là cái chỉ số xuyên sáng là 100%, bởi vì đâu có cái gì cản vô đâu, cho nên là nó là 100%. Còn cái chỉ số chống tia UV thì không có cái gì để cản lại hết, cho nên nó là không chống được cái UV nào luôn, rồi không chống được cái tia nhiệt nào luôn, còn khả năng xuyên sáng là 100%. Đấy, bây giờ Cường sẽ test một cái nè. Cường sẽ lấy một cái giấy nè, Cường bỏ qua nè, thì nó nhảy lên thì các bạn biết được ha. Đây, đây mình thấy không, thì lúc này mình thấy là một cái tấm giấy như thế này thì chắc chắn là nó sẽ không thể hiện được cái chỉ số xuyên sáng rồi. Sáng không thể, ánh sáng không vượt qua được 0.3%, tức là ánh sáng không qua được cái tờ giấy này. Rồi chống tia UV, tia nhiệt các thứ là gần như là 100%, bởi vì nó là một cái tấm giấy, tấm bìa mà, thì lúc đó là làm sao mà tia UV nó xuyên qua được, làm sao mà tia nhiệt nó xuyên qua được, còn ánh sáng cũng không thể nào xuyên được, cho nên nó thể hiện những cái thông số này. Cường lấy cái minh chứng như vậy để cho quý khách hàng cảm thấy là cái máy này nó hoạt động là tự nhiên, chứ không phải là Cường can thiệp vô những cái hệ thống này nha, không can thiệp vô được. Đầu tiên, nếu một cái tấm kính bình thường, tức là cái kính của chúng ta mà chưa dán phim cách nhiệt thì nó sẽ như thế nào? Cường bỏ vào thì quý khách hàng có thể thấy ngay là cái ánh sáng nó có thể xuyên qua tới 92%, tia UV thì nó chỉ chống được khoảng 15%. Bản thân những cái xe thông thường, cái kính nguyên bản của nó cũng có thể chống được khoảng 15-20% nha. Đó, mình giữ nguyên thì cái chỉ số nó ít nhảy. Rồi cái chỉ số chống tia nhiệt thì nó có thể chống được khoảng 23%, tức là rất là thấp. Rồi tiếp theo là một cái dòng phim tiếp theo. Cường sẽ không bật mí những cái dòng tên của những cái dòng phim này nha. Cường chỉ theo cái nguyên tắc là tiền nào của nấy thôi. Còn mỗi hãng phim thì nó đều có cái ưu và nhược điểm, chứ mình cũng không thể nào phán xét cái hãng phim của người ta được. Người ta cả trăm năm, mình mới sống có mấy chục năm sao phán xét người ta được. Đây các bạn thấy nè, với cái loại phim này thì Cường đánh giá cũng rất là tốt nè. Chống tia UV 100%, khả năng xuyên sáng là 17%, và chống tia nhiệt là tới 60%. Tức là dán những cái loại phim này thì mình ngồi ở bên trong xe rất là riêng tư nè, cái ánh sáng nó xuyên vào được có mười mấy phần trăm à. Rồi một cái loại tiếp theo. Ồ, cái loại này còn cao hơn nữa nè, cái khả năng xuyên sáng thì tới 70%. Cái này thì mình có thể dán kính lái này để mình nhìn cho nó sáng á. Rồi chống tia UV 100% và chống tia nhiệt lên đến 96-97%, rất cao ha. Chắc chắn là cái phim này nó sẽ cao hơn cái phim hồi nãy rồi. Rồi thêm một cái loại nữa. Ồ, loại này cũng rất là cao nè. Loại này thì khả năng xuyên sáng có 24% thôi. Thì những cái dòng xuyên sáng mà thấp như vậy á, thì mình ưu tiên mình dán kính hông, kính sườn để tạo cái không gian riêng tư. Còn cái khả năng xuyên sáng mà nó cao á, thì mình sẽ ưu tiên dán kính lái để mình nhìn cho rõ. Rồi chống tia UV 100% và chống nhiệt cũng 96%. Tức là cái tia UV là một cái loại tia mà rất dễ để chống, cho nên gần như tất cả các hãng phim trên thị trường đều chống 100% tia UV. Và cái chỉ số mà khả năng xuyên sáng thì mình có thể tùy chọn nha. Tức là mình có thể chọn cái màu phim nó tối để mình dán là kính sườn, kính hông, để tạo cái không gian riêng tư, hoặc là mình chọn những cái phim mà nó gọi là nó sáng một xíu để mình dán kính lái hoặc là cái kính đuôi để chúng ta nhìn gương chiếu hậu trong hoặc là nhìn phía trước cho nó sáng. Và quan trọng nhất là cái chỉ số chống tia nhiệt, thì những cái dòng phim mà chất lượng tốt đó, thì chắc chắn chất lượng tốt thì tiền nó phải cao cao một xíu, thì chúng ta sẽ dán được những cái loại phim mà nó có cái chỉ số chống tia nhiệt cao hơn. Ví dụ như cái dòng phim này thì giá nó khoảng tầm 5-7 triệu tùy vào size của xe, thì nó chỉ chống được khoảng 58% thôi. Còn nếu mà quý khách hàng up lên một xíu, những cái dòng phim mà nó khoảng tầm 10-12 triệu thì nó có thể chống lên 96%. Đây. Và bản thân những dòng phim nổi tiếng như 3M Crystalline, chỉ số nó cũng tương đương như thế này. Và để mà mua được một bộ phim 3M Crystalline, một thương hiệu rất nổi tiếng 3M, thì quý khách hàng phải chi trả cái số tiền là đâu đó khoảng tầm tùy dòng xe từ 15-20 triệu một bộ phim 3M Crystalline, tùy vào cái size của cái xe. Còn những cái dòng phim mà không nổi tiếng lắm trên thị trường, bản thân của những cái dòng phim đó, cái khả năng chỉ số chống của nó cũng tương đương như 3M Crystalline, nhưng mà giá của nó thì thấp hơn nhiều, thấp hơn 30-40%. Cho nên đó là lý do tại sao rất nhiều quý khách hàng khi lên showroom gặp Cường nói anh muốn dán 3M Crystalline, thì Cường sẽ tư vấn theo hai hướng.
Nếu tiền của anh đủng đỉnh, anh không quan tâm đến tài chính thì anh cứ bỏ tiền ra anh nhãn 3M Crystalline. Nhưng em nói trước, cái số tiền anh bỏ ra gần gấp đôi, nhưng mà không phải những cái chỉ số chống tia UV, tia cực tím, tia nhiệt là nó gấp đôi đâu nha. Nó chỉ nhìn hơn không đáng kể, thậm chí tương đương với lại một số những cái dòng phim mà nó thấp tiền hơn nhưng mà chỉ số nó tương đương nhau. Thì Cường tư vấn theo hai hướng như vậy. Tức là một là nếu anh đùng đỉnh anh cứ dán, nhưng nếu anh dán thì em nói trước là cái chỉ số của nó không phải là tiền gấp đôi là chỉ số gấp đôi. Nói rõ như vậy để cho khách hàng người ta hiểu được, người ta quyết định. Cho nên là Cường nói thật là trong cái quá trình mình công tác chỉ có mình trải nghiệm như thế này thôi. Bằng mắt thật, việc thật thì mình mới thấy được là nó không phải như nhiều khi chúng ta nghĩ đâu. Cứ chúng ta nghĩ là tiền gấp đôi là gấp đôi. Cái câu tiền nào của nấy á, là nó đúng theo cái kiểu là không phải là cái loại phim mà 3-4 triệu mà chỉ số nó đòi bằng 5-7 triệu được, hay là 8-9 triệu hay là 10 triệu được. Nhưng mà lên một cái nấc nào đó, đến một cái ngưỡng nào đó thì không phải cứ tiền gấp đôi là chúng ta sẽ nhận được cái chỉ số gấp đôi. Đó là những cái mà Cường muốn chia sẻ cho quý khách hàng về rất là nhiều cái loại phim. Bên Sài Gòn Four của Cường thì có rất là nhiều loại phim, có đâu đó khoảng tầm 4 dòng phim cho quý khách hàng lựa chọn. Và mỗi dòng phim nó có nhiều phân khúc cho quý khách hàng lựa chọn tùy vào cái số tiền mà chúng ta bỏ ra. Và cái chính sách của bên Cường nha, chính sách riêng của bên Cường nha, là khi quý khách hàng lựa chọn những cái này, bên Cường đều có cam kết cho mình. Tức là nhiều khi mình chọn cái dòng thực tế như này nhưng mà mình lăn tăn suy nghĩ là không biết là dán lên xe của mình có đúng là cái loại này không, bởi vì dán lên rồi đâu ai biết được. Thì lúc đó là Cường đây, showroom của Cường luôn có sẵn những cái máy test như thế này. Dán xong khi nhận xe cứ mang máy ra test thoải mái cho quý khách hàng mẫu thử nè, rồi là test lên xe nè, nó có đúng như vậy hay không. Không đúng Cường đền tiền tặng luôn cho quý khách hàng cái loại phim đó. Và chắc chắn là không có chuyện đó xảy ra rồi, bởi vì thật thực tế thì mình mới giảm cam kết như vậy. Và cái thứ hai nữa là đối với lại những cái dòng phim của bên Cường bảo hành lên tới 15 năm. Thông thường thì có 10 năm mà, nhưng mà riêng bên Cường là bảo hành 15 năm. Và một chính sách cực kỳ đặc biệt dành cho quý khách hàng, đó là trong vòng 5 năm quý khách hàng sử dụng xe, nếu giả sử như mình có bị thay kính lái hay là bất cứ một kính nào vì lý do ABCD nào đó, bên Cường đều giãn lại miễn phí cho chúng ta trong vòng 5 năm. Cứ nói giả sử như nhiều khi đi trên đường bị va quẹt, bị bể kính các thứ, thì chắc chắn là đối với những cái dòng phim bình thường thì do mình bị bể kính, mình coi như là mình bỏ cái tấm phim đó, thì mình dán lại cái phim thì mình chắc chắn là mình sẽ tốn tiền, đúng không? Đối với lại những cái dòng phim cao cấp như thế này, một cái kính lái thôi là từ 2-3 triệu. Nhưng mà đối với lại riêng bên Cường, nếu quý khách mua xe bên Cường nha và mua phim bên Cường sẽ dán lại cho quý khách hàng hoàn toàn miễn phí nếu xe của chúng ta lỡ có bị bể kính do lỗi, bất cứ cái lỗi gì của người dùng hay là lý do khách quan, chủ quan, Cường đều dặn mới là hết. Còn cái việc bong chóc, bị rổ hay các thứ trong quá trình sử dụng, trong vòng 15 năm dặn lại miễn phí 100%. Giả sử như đi đến năm thứ 14 bị bong chóc, dặn lại từ cái năm thứ 14 nó bảo hành tiếp 15 năm cho cái bộ phận dặn lại đó, là bảo hành tới 29 năm. Cho nên là đó là những cái chính sách của bên Cường dành cho quý khách hàng mà mua xe bên Cường và dán phim ở bên Cường. Đó là những cái chính sách riêng thôi. Thực tế những cái chính sách của những cái hãng phim này thì nó không cao được như vậy, nhưng mà do là cái chính sách này là bên hãng của Cường hỗ trợ thêm. Giống như thực tế là giả sử như có bị bể kính lái đi thì dán lại phim, thì thực tế cái chi phí mà dán lại phim đó là hãng Sài Gòn Four bên Cường trả tiền cho cái hãng phim để người ta dán lại cho mình đó. Rồi đó là những cái chia sẻ của Cường để giúp cho quý khách hàng có thêm những cái thông tin. Và Cường xin nhắc lại một lần nữa là quý khách hàng khi đi mua xe và mua phim cách nhiệt, mình nên ưu tiên 3 yếu tố. Thứ nhất là cái số tiền mình bỏ ra nó có hợp lý hay không. Thứ hai là với cái số tiền đó chúng ta nhận lại được những cái chất lượng tương xứng là bao nhiêu. Và thứ ba nữa, chính sách bảo hành là bao nhiêu. Chứ mình đừng quá quan tâm về vấn đề phim cách nhiệt của hãng nào. Bởi vì thực tế Cường đã bắt gặp rất nhiều trường hợp. Cường nói ví dụ như thế này nha. Ví dụ như là hãng 3M có rất là nhiều những cái dòng phim, từ Eco cho đến Business cho đến Smart cho đến là 3M Crystalline, thì trong từng cái phân khúc đó nó chỉ số chất lượng của nó hoàn toàn khác nhau. Thì nhiều khi mình cứ nghe hãng 3M nhưng mà mình không biết được là hãng 3M nhưng mà
người ta giảm cho mình cái dòng thấp cấp nhất, thì những cái dòng thấp cấp đó phải nói chất lượng của nó rất là tệ, mặc dù giá không hề rẻ cũng phải tầm 6-7 triệu, mà cầm 6-7 triệu đó mình có thể giảm được một cái thương hiệu khác mà cái chỉ số của nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cường chỉ nói một cái ví dụ đơn giản như vậy cho quý khách hàng dễ hình dung, và đó cũng là đúc kết lại video ngày hôm nay. Ok, Cường xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cường xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Bye bye.